Địch Đệ Nhật Ba và dàn mỹ nhân hoa ngữ đọ sắc khi mặc váy tua rua. Những chiếc váy có thiết kế tua rua thường được hội mỹ nhân hoa ngữ lựa chọn để tăng thêm nét mềm mại nữ tính cho bản thân, khoe sắc tỏa hương khi tham gia sự kiện. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại xem các chị đẹp nào đã đủ trang này nhé. Địch Đệ Nhật Ba. Chúng tôi phát hiện nàng mỹ nữ Tân Cương Địch Đệ Nhật Ba từng diện váy tua rua khi chủ tài khiêu vũ, khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi không thôi. Có thể thấy được nữ diễn viên tam sinh tam thể không chỉ xinh đẹp, dáng hoàn lem mà còn kết hợp trang phục vô cùng ổn áp, giúp cô trở nên lợi thế hình thể đó nha. Dương Mịch. Tương tự như gà cưng, Dương Mịch cũng dành nhiều sự yêu ái cho trang váy đặc biệt này. Tuy nhiên ngoài những khoảnh khắc xinh tươi như thiểu nữ thì nàng tiểu hoa đàn 8X cũng có lúc thất thủ với bộ trang phục có phần tua rua điểm xuyến hơi rối mắt. Phạm Băng Băng. Mặc dù đã ngã ngựa vì lùm xùm khó mà có cơ quay lại showbiz, nhưng nhan sắc của Phạm Băng Băng là điều chẳng ai có thể phủ nhận được. Nữ hoàng sắc đẹp showbiz có khả năng cân mọi style và hiển nhiên váy tua rua cũng không ngoại lệ. Khi diện thiết kế này nên thảm đỏ, Phạm Băng Băng khiến khán giả say nắng quá trời luôn. Kim Thần. Kim Thần là sao nữ mà chúng tôi khá yêu thích của đất nước tỷ dân, vừa xinh đẹp cuốn hút lại còn diễn hay. Đặc biệt với vóc dáng thanh mảnh và khí chất hơn người, người đẹp phát sự vô tâm chẳng ngại bất cứ thử thách nhan sắc nào cả. Và khi thử sức với váy tua rua, Kim Thần cũng tỏa sáng rực rỡ. Vạn Thiến. Nàng liễu như thị Vạn Thiến nhận được nhiều lời khen ngợi mỗi khi diện trang phục đua rua, khoe vẻ nữ tính duyên dáng của bản thân. Ai ủng hộ mỹ nhân đạm như cúc này thì xin cho chúng tôi một cánh tay nào. Liễu Nham. Nhờ góp mặt trong bộ phim Mộng Hoa Lục, Liễu Nham nhận được nhiều sự chú ý quan tâm của đông đảo khán giả, ghi dấu ấn trên màn ảnh. Ngoài diễn xuất tiến bộ thì nhan sắc của nữ diễn viên này cũng khiến dân tình trầm trồ khen ngợi. Dù sao cũng là mỹ nhân gợi cảm có tiếng của showbiz, nữ thần trong lòng trai thẳng xứ Trung mà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.